Chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Lời Chưa Nói, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Aqua Blue Media thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị khán giả, Vân nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng có những lời chưa nói của mình. Thực sự cái cảm giác là chất chứa một điều gì đó trong lòng nó rất là khó chịu. Mình nửa muốn nói ra mà nửa lại không dám. Và nếu như đã quyết định nói ra rồi thì nên dùng cách nào để cho người nghe dễ dàng tiếp nhận được những điều mà chúng ta đang chia sẻ đây. Tất cả những điều đó sẽ có trong chương trình Lời Chưa Nói, nơi mà chúng ta được gặp gỡ những khách mời là những nghệ sĩ nổi tiếng mà quý vị rất yêu mến, và là nơi mà chúng ta được lắng nghe những câu chuyện thực tế để thấy rằng sức mạnh của lời nói nó như thế nào. Nó có thể giúp mọi người kết nối với nhau nhiều hơn và để chúng ta có thể yêu thương và chia sẻ nhiều hơn. Nếu như quý vị khán giả đã sẵn sàng, hãy cùng bắt đầu với Lời Chưa Nói cùng với âm nhạc. Ai cũng mang trong mình một điều ai cũng đi con đường mà mình hôm qua đã chọn. Dù những bước chân kia đôi khi sóng gió, ngày tháng trôi qua ai sẽ bên ta. Lời yêu thương nhiều lần rất muốn nói nhưng e ngại, giấu kín trong lòng bấy lâu. Thời gian có đâu bao giờ chờ chúng. Phương Nguyên thân mến, ngày hôm nay thì Hiếu Nghĩa tham gia chương trình Lời Chưa Nói để gửi đến Phương Nguyên một lời cảm ơn. Một lời cảm ơn từ trái tim của Hiếu Nghĩa. Đó là trong suốt thời gian qua, trong những lúc vui, những lúc buồn thì đều có Phương Nguyên bên cạnh để quan tâm, chia sẻ và động viên. Đặc biệt là trong một lần thì Hiếu Nghĩa gặp sự cố về vấn đề tài chính. Trong quá trình chờ sự giải quyết của ngân hàng thì Phương Nguyên là người luôn bên cạnh, ủng hộ về mặt tài chính, giúp đỡ về mặt tinh thần và giúp Hiếu Nghĩa có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn đó. Ngày hôm nay tham gia chương trình, Hiếu Nghĩa xin được gửi đến Phương Nguyên lời cảm ơn. Cảm ơn vì một người bạn và một người luôn đồng hành trong cuộc sống này. Thật là may mắn khi mà chúng ta có những người bạn mà họ sẵn sàng ở bên cạnh chúng ta mọi lúc mọi nơi, phải không ạ? Và đó chính là tâm sự của Hiếu Nghĩa. Bạn ấy đang ngồi đây cùng với bạn Phương Nguyên. Xin chào Hiếu Nghĩa và Phương Nguyên. Xin được chào chương trình và xin được chào chị Ốc Thanh Vân ạ. Hôm nay là em muốn dành những lời yêu thương này đến người bạn của mình Phương Uyên. Em hạnh phúc không khi được nghe những lời nói vừa rồi từ Hiếu Nghĩa? Dạ, đầu tiên là em xem clip vừa rồi cái em thấy nổi da gà. Tại vì thật ra là tụi em chơi với nhau đến nay cũng chắc được gần 5 năm rồi, nhưng mà tụi em ít khi nào nói cảm ơn lắm. Tại vì bình thường mà ví dụ như làm cái gì đó cho nhau, một món quà nhỏ hoặc là một sự quan tâm hoặc là giúp đỡ gì đó trong công việc chẳng hạn đi, thì em hay nói là hên quá không có nghĩa chắc em chết rồi. Em nói vậy chứ em ít nói cảm ơn. Tại vì tự nhiên em cảm thấy bạn bè chơi với nhau, không biết là mấy bạn có giống em không, em thấy tự nhiên mình nói cảm ơn cái nó bị sến sến sao. Mọi người có thấy lời cảm ơn mà được đặt để mà đúng lúc nó có sến không? Nói vui vui với nhau là như vậy, nhưng mà khi đặt để nó đúng lúc nó rất là ấm áp và nó mang cái giá trị khích lệ tinh thần rất là lớn. Đó là lý do tại sao mà da gà của em đã nổi đó. Tại vì Hiếu Nghĩa đã nói bằng cái trái tim chân thành và nồng ấm của Nghĩa, cho nên là mình cảm được, đúng không Uyên? Và nói một cách bình dân á, là Phương Uyên như là bảo kê của Hiếu Nghĩa, như là cái gì cũng lo yên tâm có tôi đây. Ngay cả cái chuyện mà rất là khó nói đó là vấn đề tài chính mà Uyên còn có thể sẵn sàng giúp đỡ, tức là Uyên rất là thương Nghĩa đó. Chúc mừng Hiếu Nghĩa vì có một người bạn như vậy nha. Và ngay trong cái khoảnh khắc này, tụi em có muốn nói gì với nhau để cái tình bạn của mình thêm bền chặt không? Hiếu Nghĩa muốn nói với Phương Uyên là nếu như nói Hiếu Nghĩa có một người bạn thì không đúng. Nhưng nếu như nói Hiếu Nghĩa có một người bạn thân nhất cho đến thời điểm này, luôn bên cạnh những lúc vui, những lúc buồn, những lúc thăng trầm hay kể cả những lúc vinh quang nhất, thì chỉ có Phương Uyên mà thôi. Chỉ gói gọn trong một từ thôi là Hiếu Nghĩa cảm ơn Phương Uyên rất nhiều vì tất cả. Cảm ơn Phương Uyên. Uyên có muốn nói thêm một lời nào đó với người bạn của mình không? Dạ. Lúc mà em buồn nhất, dù cho em có người yêu hay là em thất tình hay là em đang ở trên một cái đỉnh vinh quang, thì tất cả những lúc đó Nghĩa luôn ở bên cạnh em. Và em cảm thấy rất là biết ơn bởi vì luôn luôn có Nghĩa. Chị cũng cảm ơn các em rất là nhiều vì các em đã mang đến một câu chuyện rất là ngắn thôi, nhưng mà nó cũng đủ đầy để mọi người biết được về tình cảm đẹp
mà mình đã có với nhau. Với tình bạn này thì hy vọng là cả hai sẽ luôn kết nối, cộng hưởng để chúng ta sẽ làm được nhiều điều tốt hơn nữa trong cuộc sống và cả sự nghiệp của mình. Cảm ơn hai em, cảm ơn Hiếu Nghĩa và Phương Uyên. Thưa quý vị khán giả, đó là câu chuyện về một tình bạn đẹp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với âm nhạc. Trao nhau lời yêu, trao nhau mỗi nhìn, hãy luôn trân trọng ngày tháng bên nhau. Nơi đây tình yêu, nơi đây tay nắm tay, trái tim chợt thấy yêu đời đầy ban ơn. Boss, chắc là tôi chưa bao giờ nói những cái lời cảm ơn hay là đại loại là mấy cái mà tình cảm sến sến cho bà nghe đúng không? Hôm nay nghe cho hết nha. Trước giờ bà cũng ở bên cạnh tôi rất là nhiều chuyện rồi. Thì từ cái lúc mà kể cả những cái chuyện nhỏ nhỏ nhặt giống như là ba la mẹ la hay là học không được hay là thêu không biết thêu, bà cũng một cái đứa con gái mạnh mẽ giống như đàn ông vậy mà cũng thức đêm thức hôm theo yêu tôi nữa. Thì xưa giờ tôi chưa cảm ơn một cái lời nào chân thành, thì hôm nay sẽ là dịp để tôi cảm ơn bà. Hello boss và bạn của boss. Chào các em. Trong cái câu chuyện vừa rồi mà em nói về bạn của mình, chị thấy là mới vừa nhắc tới bạn thôi, mới tui bà được chút xíu là đã rớt nước mắt rồi. Tụi em đã có bao nhiêu năm tình bạn rồi? Dạ tính đến bây giờ thì là 6 năm. Dạ tụi em chơi với nhau từ năm lớp 10. Dạ đến bây giờ là 6 năm. Thực ra là ở cái tuổi của tụi em á, để mà nói là mình có những cái biến cố lớn hay là những cái trải nghiệm nó sâu sắc thì cũng khó vì tụi em còn rất là trẻ. Nhưng mà có những cái khó khăn nào mà em cảm thấy rất là cảm kích vì có bạn của mình luôn ở bên cạnh cụ thể? Nếu như mà nói là khó khăn mà bạn em ở bên cạnh em thì nói nhiều lắm. Cái nói đến cái lúc đi học á, thì nhiều khi ba em la mẹ em la gì đó em cũng bù loa em khóc, em chạy về qua nhà bạn em giống em ở nhà nó luôn vậy. Thân đến mức mà có thể coi như là ngôi nhà thứ hai của mình phải không? Dạ. Các em đang mong muốn điều gì trong mối quan hệ của mình? Thiệt ra thì trước đến chương trình thì em không có nói với bạn em là tôi lên tôi cảm ơn bà hay gì hết á. Em chỉ nói là tôi lên tôi bốc phốt bà thôi à. Thì bây giờ thì là lời cảm ơn vì chuyện lớn nhỏ gì bà cũng bên cạnh tôi hết. Mong là bà sẽ hạnh phúc. Em đã từng nghe, em đã từng đọc đâu đó là đôi khi tình yêu, tình bạn, gia đình giống như là bàn tay hoặc là bàn chân mình vậy á. Khi mà mình có cái bàn tay của mình á, mình thấy nó bình thường. Nhưng mà tới khi nào mình mất đi bàn tay của mình rồi, mình mới thấy nó quỷ như thế nào. Vì vậy là em không biết cần là hai người phải hay thể hiện tình cảm cho nhau hoặc là hai người phải thường xuyên nói lời cảm ơn hay là làm những điều gì đặc biệt. Em chỉ cần mỗi ngày mình gần gũi nhau, mình yêu quý nhau như là đôi bàn tay của mình là được. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tim nức nghẹn ngào. Rất là hợp với tụi em vào lúc này. Cảm ơn các em và luôn nắm chặt tay nhau nha. Em cảm ơn chị. Rồi bây giờ các em mà có thời gian thì tiếp tục ở lại chương trình để mình theo dõi. Mình sẽ còn được gặp gỡ những nhân vật với những câu chuyện rất là thực tế từ họ nữa. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng quay trở lại với lời chưa nói và chúng ta lại tiếp tục lắng nghe âm nhạc. Trao nhau lời yêu, trao nhau mỗi nhìn, hãy luôn trân trọng ngày tháng bên nhau. Tình yêu nơi đây tay nắm tay, trái tim chợt thấy yêu đời đầy ban ơn. Nhớ đến tôi.
Thưa quý vị khán giả, trong chương trình Lời Chưa Nói, bên cạnh việc gặp gỡ những người chơi và lắng nghe những câu chuyện thực tế từ chính họ, thì có một điều mà khiến cho những người thực hiện chương trình và cả những khán giả rất là vui và mong đợi, đó chính là chúng ta được gặp gỡ những người nghệ sĩ. Họ không chỉ tài năng mà còn là những con người sống đầy tình cảm, luôn biết yêu thương, chia sẻ. Và với sự rung cảm đó thì họ cũng sẽ cho những khách mời của chúng ta những chia sẻ từ chính những trải nghiệm của họ. Hãy cùng chào đón hai vị khách mời ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ca sĩ Hoàng Bách và diễn viên Lâm Vĩ Dạ. Hoàng Bách và xin chào Lâm Vĩ Dạ. Dạ, chào chị Ốc và xin chào quý vị khán giả của chương trình Lời Chưa Nói. Xin chào Ốc và xin chào quý vị. Đây là lần thứ hai mà Lâm Vĩ Dạ xuất hiện ở Lời Chưa Nói, còn với anh Hoàng Bách thì là lần đầu tiên phải không ạ? Dạ. Em cho người quen nói trước nha. Ok. Lâm Vĩ Dạ, lần thứ hai quay trở lại với Lời Chưa Nói, em có muốn nói lời nào mà mình chưa được nói không? Thật sự thì lần trước em đến với Lời Chưa Nói thì em đã khóc rất nhiều và nói hơi bị ít. Thì đợt này em rút kinh nghiệm là em sẽ không khóc nữa, em sẽ nói nhiều và cười nhiều hơn. Em hứa nha. Dạ em hứa. Còn với anh Hoàng Bách thì đây là lần đầu tiên anh đến với Lời Chưa Nói. Em muốn hỏi anh một chút là em biết anh là một người cũng hay chia sẻ và luôn có chính kiến trong mọi chuyện, nhưng mà có những lời chưa nói mà anh cũng cảm giác rằng là mình là một người tự tin như vậy mà mình muốn nói ra nó cũng có chút khó khăn không? Thậm chí là không nói được không? Mình nghĩ là ai cũng có những cái tự tin và có những cái tự ti ở bên trong con người mình. Tất cả chúng ta đều như vậy, không có ai 100% mà lúc nào cũng tự tin cả. Và có những điều người ta nói là phải giữ ở trong lòng. Nhưng mà nếu mà cái gì mình cũng giữ ở trong lòng lâu quá thì nó sẽ thành một cái khối bom nổ chậm ở trong con người mình. Và đến khi nó tức nước vỡ bờ ra thì cái hậu quả nó còn ghê gớm hơn. Cho nên trong cuộc sống Bách cố gắng tìm mọi cách để có thể đối thoại với người bạn đời của mình, với cha mẹ mình và với các con của mình. Đối thoại Bách nghĩ là cái cách tốt nhất, nhưng tất nhiên chúng ta vẫn luôn luôn có những cái điều chưa nói hoặc là có thể là sẽ không bao giờ nói được. Bách mong là những cái điều đó càng ít thì cuộc sống của chúng ta càng cởi mở hơn. Đây là một chia sẻ rất là hay từ anh Hoàng Bách. Đúng rồi, ai cũng có những cái điều chưa nói, nhưng mà nếu mà nó quá nhiều thì chắc là chúng ta cũng sẽ bị ngụp lặng trong một cái núi thông tin và mình không biết phải bắt đầu chia sẻ từ đâu. Nhưng mà anh Hoàng Bách sẽ có một cái cách rất là hay để có thể thoải mái nói ra những lời chưa nói, đó là anh có thể viết những bản nhạc. Đúng và rồi. Đó cũng là cái cách để anh đúng rồi. Chia sẻ đúng không ạ? Hoặc là Bách viết những cái bản, những cái nốt linh tinh. Ví dụ đi trên máy bay ở đường dài quá thì mình hay lật cái nốt trong điện thoại ra, mình viết những cái suy nghĩ linh tinh của mình vào đó, cứ ghi chép lại, xong lúc nào mình bình tĩnh thì mình ngồi mình nhìn lại xem nó lúc đấy mình nghĩ như vậy là đúng hay sai. Bởi vì cái suy nghĩ ngay lập tức đôi khi nó cũng không hoàn toàn là chính xác. Dạ, em giống anh khoản này, em cũng hay viết linh tinh lắm. Thế còn dạ, em có hay viết linh tinh không? Dạ có. Em thường viết vào lúc nào? Em thường viết vào những lúc mà cái cảm xúc mình nó dâng trào. Đôi khi nóng giận có, buồn bực có, vui vẻ cũng có. Em viết trong cái phần ghi chú á, để dành đó mai mốt mình coi. Hoặc là những gì mà mình va vấp trong cuộc sống này á, cái em cũng sẽ viết lại để ghi nhớ. Tự nhiên em nghiêm túc hẳn ha. Dạ. Tại đứng gần hai anh chị á, tự nhiên em nghiêm túc hẳn luôn. Em có thể hề hước lại như bình thường bây không? Giờ mình thoải mái, trời ơi, mình thoải mái đi nghiêm túc ha. Thoải đi, đâu phải là lớp nghỉ già mà tôi thường biết. Dạ. Thả lỏng. Mà tự nhiên hôm nay sao anh em mình giống đi thi hội thi thanh lịch mà trang phục quá hợp dễ sợ. Sinh viên duyên dáng gì đó, duyên dáng sinh viên gì đó. Thôi coi như là quay trở ngược thời gian đi, mình trở về với thời mà mình còn duyên dáng, e ấp ngại ngùng đi. Vẫn duyên dáng mà. Dạ. Không lúc nào anh thấy như vậy hết á. Vẫn còn phải không anh? Dạ. Hôm nay em có vợ anh ở đây, anh phải khen như vậy. Cảm ơn anh. Thôi bây giờ anh giả bộ anh quỳnh tay ra chút xíu đi, cho hai đứa em ngoắc vô, anh okay, dẫn tụi em về ghế nha. Âm nhạc đèn tên tên đèn tên tên đâu. Bây giờ thì xin mời hai khách mời cùng quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật đầu tiên của ngày hôm nay. Bạn ấy tên là Mộng Diệp. Chào Mộng Diệp. Dạ, em chào chị Vân ạ. Hôm nay em đến đây vô với lời chương trình Lời Chưa Nói này, em muốn gửi lời cảm ơn tới má của em. Thật sự là đêm nay em 36 tuổi, nhưng mà để mà nói lời mà cảm ơn má đã nuôi dạy mình tới chừng này thì chưa bao giờ có lần nào mà em nói giống như là một cách trìu mến,
Mà thật sự là má em năm nay cũng đã 80 tuổi rồi, cũng lớn rồi. Thì em sợ cái cơ hội, cái lời nói của mình nó sẽ giảm đi. Nếu vậy thì mình phải trân trọng cái cơ hội này. Dạ đúng để vậy. Mình được nói với má. Thôi cố lên. Dạ em má sẽ rất là hạnh phúc khi nghe những lời Diệp nói ngày hôm nay. Dạ. Giờ Diệp đi đường này ra sân khấu gặp má nha. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Mẹ là vòng tay ấp ôm con qua những ngày đông, mẹ là dòng sông đi con tâm mang trưa hèn, mẹ là răng tre che bóng con đi hồng về, mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều, mẹ làm bận thăng để con bước lên đỉnh cao, mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều, mẹ làm thần nhiều chỉ mong con yêu thành công, mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người. Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều, mẹ luôn là vật sống của đời con, mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày làm lũ vì con, đào làm con luôn thấu hiểu, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ làm bận thăng để con bước lên đỉnh cao, mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều, mẹ làm thần nhiều chỉ mong con yêu thành công, mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ Phật sống của đời con, mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều, những tháng ngày làm lũ vì con, đào làm con luôn thấu hiểu, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ. Phật sống của đời con, mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi, đạo làm con luôn thấu hiểu, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi, đạo làm con luôn thấu hiểu, cảm ơn mẹ cho con cuộc đời.
Hôm nay em đến với chương trình Lời Chưa Nói này, em có một lời muốn gửi tới mẹ của em. Thì vô tình cách đây vài hôm thì em có thấy một cái đường link Lời Chưa Nói, em coi hết từ tập 1 tới tập 18. Và em thấy rất là mình đã có một điều sai là chưa bao giờ mình nói lời nào mà sự là trân trọng với mẹ nhiều nhất. Chẳng có nói đi nữa thì cũng nói là theo kiểu giống là: ơi mẹ, con thương mẹ nhiều lắm, mẹ đừng có làm cho tụi con lo nữa. Nhưng mà em thấy là lời nói của em cũng không, mình cảm thấy mình vẫn, em vẫn còn có lỗi với mẹ em nhiều. Thì hôm nay trong chương trình này thì em muốn nói lời cảm ơn má. Con cảm ơn má rất nhiều. Con năm 13 tuổi con đã xa má, xa gia đình. Con vào Sài Gòn, con nghỉ học từ năm lớp 6. Lúc đó gia đình mình tuy cũng còn khổ thật, khổ lắm. Má, lúc đó má là một nghệ sĩ hát bội, má phải đi hát, má nuôi một bầy con. Con xa má lâu như vậy, con vô Sài Gòn, con ước muốn được đi học, nhưng mà con chưa có cơ hội. 10 năm sau, lúc em vô Sài Gòn em mới 13 tuổi, 10 năm sau là lúc em 23 tuổi, em mới đi học lại lớp 6. Thì lúc đó em đi học á, thì thật sự là tất cả người thân xung quanh em, mọi người á, đều quay lưng lại, không ai ủng hộ em hết. Cái cảm giác của em lúc đó em rất buồn lắm, em buồn lắm. Nhưng mà có má em là người ủng hộ cho em. Ở đây quý vị có ai nghĩ một cô gái 23 tuổi mà đi học lớp 6 lại từ đầu, một con số không tròn trĩnh. Mọi người không tin em, nhưng má luôn tin em. Điều đó đã là động lực để có em đứng ngày hôm nay để nói lời với má em. Đây là má của em. Năm nay má em 80 tuổi. Là người về mặt vật chất thì có thể là má em không có cho em cái gì, nhưng về mặt tinh thần má em vô điều kiện ủng hộ em. Má em hát hay lắm quý vị ạ. Ngày xưa má em là một nghệ sĩ đó. Má em là một nghệ sĩ hát bội á. Dạ con chào bác ạ. Chào con. Dạ con rất là vui vì hôm nay bác đến đây cùng với con gái của mình. Bác có biết là hôm nay một dịp đưa bác đến đây là để nói những lời này không bác? Về con đột xuất thưa với quý khán giả, với các bạn, các cô, các chú, các anh. Mình đột xuất chỉ là nghĩ là ở Bình Định đi vào đây thăm con thôi, chứ không nghĩ mà được vinh dự, được kẹp con nó như thế này, được một cái chương trình Lời Chưa Nói như thế này. Bác cảm động ghê gớm. Dạ. Đó, chương trình đã giúp cho con bác được như thế này, bác rất vui. Dạ. Bác nghĩ sân khấu đã lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi bác? Bác nghĩ năm nay là đã 20 năm rồi. Bác đi diễn cả hồi 17 tuổi cho đến là 60 tuổi. Thì năm nay 80 tuổi nghỉ đó, nghỉ lâu. Suốt bao nhiêu năm tháng là bác đi biểu diễn để nuôi các con đó để hả nuôi bác? Một bài con để cho nó nên người. Rồi hôm nay được cái chương trình như thế này thì rất vui mừng thấy. Thưa bác, thì hôm nay là có nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Bách, có diễn viên Lâm Vĩ Dạ cùng đến đây để lắng nghe và trò chuyện với hai mẹ con mình. Cho nên con mời bác với lại Mộng Diệp xuống dưới hát, mình sẽ tiếp tục trò chuyện. Con mời bác ạ. Dạ, con chào má. Xin chào con. Dạ. Rồi, mà hồi nãy con nghe em chia sẻ là má năm nay là 80 ạ. À. Nhưng mà con thấy má còn trẻ và còn khỏe rất là nhiều. Yếu lắm còn à. Dạ. Bệnh hoài. Hồi đó là tại sao, như thế nào mà chị lại xa gia đình sớm vậy bác? Hồi đó nói thẳng là thưa thiệt với bà con, ở nhà nông. Dạ. Làm ruộng nên khổ lắm. Dạ. Không có thể làm ruộng mà nuôi con được. Dạ. 98 là đoàn tuồng nghỉ. Dạ. Thì bác cũng từ đó nghỉ sân khấu. Chỉ thì lâu lâu hậu diễn người có tuổi
hoặc là đi hội diễn của phụ nữ thế thôi, chứ còn đi sân khấu là không có đi nữa. Dạ. Vì hồi đó khổ quá thì con nó học mới lớp 6, cho nên là không đủ khả năng nuôi. Thì nó vào Sài Gòn trong lúc mới có 13 tuổi. Chị là thứ mấy trong nhà bác? Dạ em là thứ 9 anh. Thứ 9 hả? Thứ 9 là đã là hết chưa? Dạ còn một đứa em nữa anh. Còn em Út. Như vậy là nhà mình có 9 người. Dạ. Không 10 chứ. Thứ 10. Ở ngoài Trung á thì người ta tính 2. Từ thứ 2. Chứ không có tính cả ở Trung bắt từ thứ 2 đó. Cho nên là em là người Bắc anh không? 9 anh người không con. Anh không Bắc nè. Nhưng mà anh rành lắm. Thằng anh giỏi hơn em, anh lấy vợ miền Nam. Thì sự thiệt bây giờ thì con cũng à cơm mắm rau cá thôi, nuôi con cho đến và bây giờ nó cũng có gia đình hết. Lúc nãy con nghe chị giới thiệu là má hồi trước là cũng là nghệ sĩ. Dạ. Con không đồng ý với cái câu đó. Nghệ sĩ nó không phải là cái nghề. Nghệ sĩ nó là cái ở trong máu mình. Mình đã một ngày mình có máu nghệ sĩ trong người thì mình mãi mãi là nghệ sĩ. Dạ. Nên là con nhìn thấy má là con thấy là có máu, còn máu nghệ sĩ trong người. Nên là suốt đời vẫn là một người nghệ sĩ. Mà một người nghệ sĩ ngồi trước khán giả này mà không hát thử một câu như thế nào thì... Dạ, mà em hát 20 năm rồi đó. Má hát thử một đoạn nào đó trong mấy cái tuồng ngày xưa má đi hát đó. Một vài câu thôi cũng được, cũng được. Thì thôi bây giờ như thế này, cái hơi thì nó cũng hơi yếu. Dạ. Nhưng mà cũng phải ráng nha. Dạ. Thì có gì thì lấy hơi xin mà bà con thông dạ cảm. Tiếp dạ hơi, tiếp hơi, mình tiếp hơi. Xin hát một đoạn tuồng là Đào Tâm Xuân Đề Cờ, trong cái tuồng là Hạ Nam Đường, Xuân Tên, Trắng Ái và Trong Trầm. Chỉ trong thời gian thì, bây giờ thì nhà nước cũng có ưu đãi cho bác được là cái nghệ nhân ưu tú. Dạ. Không phải là nghệ sĩ. Nghệ nhân ưu tú. Dạ. Về hát bội ạ. Dạ, dạ, hát tuồng. Trăng mây trắng biên thùy ngỡ nhất phương, khuôn gì dĩnh bảo trang phong cương, như giữa chàng thiếp là nguyện phò tấm thất chân trung liệt danh bia. Hay quá đó quý vị có thấy không, Ốc có thấy không, Lâm Vy Dạ thấy không? Đây là đồng nghiệp của chúng ta, đây là đồng nghiệp của chúng ta. Má đã 80 tuổi rồi nhưng mà nghỉ hát lâu lắm rồi. Quý vị có thấy, quý vị có ngồi gần Bách như Bách mới thấy là nhìn vào cái đôi mắt, nhìn vào ánh mắt đó, nhìn vào cái khẩu hình đó thì đây là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp và vẫn còn yêu cái nghề của mình lắm. Từng ánh mắt đã thể hiện cái điều đấy rồi. Con rất cảm ơn, con rất cảm ơn. Tuyệt vời lắm ạ. Vậy là bao nhiêu năm trời là một mình má đi hát, dạ, nuôi một bầy con. Dạ. Có điều nào mà em muốn làm cho má nhưng mà tới bây giờ em vẫn chưa thực hiện được không? Có những điều em chưa làm cho má em á, thì em chỉ muốn là má thì cứ ở quê hoài, thì ở quê điều kiện thì ở ngoài mình Bình Định á, dùng em thì nó cũng hơi bị khắc nghiệt về thời tiết. Mà người già thì ở ngoài quê thì hay bị bệnh, thì má hay bị đau. Thì sẵn cái việc này thì thật sự là tụi em ở lúc này thì cũng đông anh em lắm, tự cũng mấy người lận cũng muốn má vô đây để ở. Nhưng mà má vô không có được bao lâu hết á. Má vô vậy như bây giờ vô vậy chứ vài ngày nữa là đã về rồi đó. Khó lắm. Cái chuyện đó khó lắm. Dạ. Như bây giờ anh kể chuyện nhà anh ha. Mẹ anh ở cái khu Tân Bình này này hơn 20 năm rồi. Mà anh mời mẹ lên nhà anh xây sẵn phòng mọi thứ ở quận 7. Anh mời mẹ lên ở thì mẹ thôi cuối tuần mẹ lên với con thôi, xong mẹ lại về. Tại vì có ở đây có chòm xóm, có cái lối sinh hoạt hoạt quen rồi. Thì đấy là chuyển cách có mười mấy cây số, còn đây là cách cả ngàn cây số. Rồi cái phong tục sinh hoạt nó khác mà
đấy, cái đó rất là khó, mình phải hiểu cho mẹ. Đôi khi anh tủi thân lắm mà mẹ, hay là mẹ không thương con nhiều nên là mẹ mình cứ nói lẫy vậy đó, nên dạ, mẹ chịu lên ở với con. Em có nói vậy bao giờ không? Dạ có, em cũng đe dọa vậy luôn mà không được. Kìa má mét kìa, thường xuyên hả má, nói lẫy hoài phải không? Nói nhiều hoài. Má có giận không? Má có giận không ạ? Con không biết là con gái của bác hay giỡn nào, con hay giỡn mẹ con là mẹ con mà có mấy cái người bạn thân nhất á, cái giọng nói như thế nào á, nhất đàn ông á, là con nhớ hết. Là cái giọng ai mà đặc biệt là con bắt trước, rồi con gọi về điện thoại về con nói chuyện với mẹ con, nói nửa tiếng đồng hồ luôn. Mà nói câu chuyện của mẹ con với chú đó, là con biết có câu chuyện gì hai người bạn thân hay nói nhau là con nói nửa tiếng đồng hồ luôn. Nói mẹ con, cuối cùng mẹ con phát hiện ra, cha mày, mày lại lừa mẹ mày nữa. Cứ một tuần, hai tuần là con lại lừa một lần như vậy. Vậy là cha anh lừa chứ anh không có lừa. Má hồi xưa chắc má đẹp gái lắm phải không má? Dạ chị. Tại thấy con thấy bây giờ má ở cái tuổi này rồi nhưng mà má vẫn còn cái nét đẹp mà gọi là đẹp lão. Thì cảm ơn con chứ thấy cũng già quá rồi, có cái gì nữa đâu mà đẹp. Dân miền Trung mình đẹp gái á má, con cũng miền Trung. Rồi không. Con là Thừa Thiên Huế. Dạ nguyên quán con là Thừa Thiên Huế. Huế. Dạ Huế. Má ơi, ở tuổi này rồi má còn có mong ước gì không ạ? À? Sự thật rằng không có mong ước gì, chỉ mong cho các con nó mạnh giỏi, nó làm nó ăn đầy đủ, nhà cửa đâu đó đàng hoàng, thì má theo ông theo bà mãn nguyện nhất thôi, chứ không có được ao ước cái gì nữa. Trời ơi, nói chi mà theo ông theo bà cho phải lớn lâu lâu. Cái cửa này là đã quá tốt rồi. Không, con thấy bác còn khỏe lắm, bác khỏe lắm mà bác cái bác ánh mắt còn tinh anh lắm. 80 tuổi như cỡ này là quá tốt rồi. Dạ. Má hồi đó má đi hát vậy đó thì mấy anh chị ở nhà ai coi má? Thì chụp khổ lắm. Đứa lớn lò đứa nhỏ à. Cứ đứa lớn lò cho đứa nhỏ. Mẹ đầy tháng bên này là mai bồng đi hát. Nhưng mà những ngày tháng đó cũng tôi luyện để má trở thành một người phụ nữ rất là kiên cường. Và con của mình lớn như vậy rồi, nhưng mà những cái ký ức về những năm tháng tuổi thơ là không bao giờ quên được. Và có như vậy thì mới là động lực để cho mình sống tốt hơn, đúng không? Mộng Diệp, cảm ơn Diệp rất là nhiều vì đã chia sẻ tình cảm của mình dành cho má. Và cũng là lời nhắn nhủ tới những người con xa quê hương, dù cuộc sống là còn bộn bề thế nào thì còn cha mẹ, còn người thân là cái điều mà may mắn nhất. Nên là mình cũng phải bằng cách nào đó để mà mình kết nối và gần gũi với người thân mình nhiều nhất có thể. Và con chỉ mong là má nhiều sức khỏe thôi. Cảm ơn. Nghĩ mình già là mình không già má ha. Và má sẽ sống thật lâu bên các con của mình. Cảm ơn con. Dạ. Dạ. Em cảm ơn chị Ốc Thanh Vân. Em cảm ơn anh chị. Em cảm ơn cháu Ốc, trời ơi, Dạ và bạn Băng Bách. Dạ. Thì trong cái chương trình này mới được mẹ con là như thế này. Trước nhất là xin cảm ơn các cháu. Sau cùng cũng xin kính chúc các cháu, các em, các con ở trong hậu trường được an khang thịnh vượng, giàu giàu sức khỏe. Thì bác xin hết. Dạ. Dạ. Chúc thôi mà cũng nghe đầy chất nghệ sĩ trong đó anh hả? Em thấy không? Nói chung là nghề còn bén lắm. Chắc tay lắm. Cảm ơn nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hào ạ. Và cảm ơn Mộng Diệp. Dạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật tiếp theo để được lắng nghe thêm một câu chuyện nữa trong Lời Chưa Nói ạ. Chúng ta sẽ cùng làm quen với người bạn có cái tên cũng rất là lạ, Fami. Chào Fami. Dạ em chào chị. Hôm nay đến với Lời Chưa Nói, em sẽ nói những cái lời chưa nói dành cho ai? Dạ dành cho một cái người mà em cũng không biết là phải gọi người này là người gì. Nếu mà người yêu thì cũng chưa phải là người yêu. Còn nếu như mà gọi là bạn bình thường thì cũng không phải là bạn bình thường mà là một người đặc biệt. Và bạn ấy có biết là hôm nay em đến đây để mà chuẩn bị làm một cái điều gì đó với bạn ấy không? Dạ không, bạn ấy không biết. Bạn ấy nghĩ là hôm nay bạn ấy đến để phụ em trong một cái tiết mục mà em biểu diễn thôi. Lừa người ta. Rồi bây giờ Fami sẽ ra sân khấu nha. Dạ. Chị chúc Fami sẽ có một tiết mục thật là thành công và những gì mà em muốn nói em sẽ nói được bằng tất cả tấm lòng nhé. Dạ cảm ơn chị. Rồi em đi đường này nha. Yêu thì muôn ngàn lối, làm sao để em tìm tới?
dù bước qua một thời cảm thấy xa vời vời, người đâu có hay rằng em yêu người, mà em không biết nói sao, quên biết bấy lâu, tin ân tình em chưa dám trao. Nhiều khi em muốn nói ra nhưng khó biết bao, vì em là con gái, chưa từng nói lời cùng ai. Tình này là tình vu vơ, tình này là tình nhung nhớ, đêm đêm một mình em lặng lẽ với những giấc mơ. Em mơ về anh rất nhiều từ khi vừa biết yêu. Tình này là tình xa xôi, tình này là tình chưa tới, chưa trao về anh em chỉ mới biết ước mơ thôi. Ước mơ được có anh giờ đây để đứng tan theo khói mây. Thật ra thì hôm nay em lừa anh tới đây. Em nói với anh là anh hãy ảo thuật ra cái hộp này để em làm đạo cụ, em ghi hình một bài hát. Nhưng mà thật sự ra đây là cái món quà mà em muốn dành cho câu chuyện của hai đứa mình. Và bây giờ em muốn nói anh giữ nó được không ạ? Anh giữ nó đi. Rồi tiếp theo thì anh vẫn chưa biết gì đâu, nhưng mà anh đợi em nha. Bởi vì là những điều này thì em chưa nói được với anh, mà em không biết nói sao, quên biết bấy lâu, tin ân tình em chưa dám trao. Nhiều khi em muốn nói ra nhưng khó biết bao, vì em là con gái, vì em là con gái, chưa từng ngỏ lời cùng ai. Tình này là tình vu vơ, tình này là tình nhung nhớ, đêm đêm một mình em lặng lẽ với những giấc mơ. Em mơ về anh rất nhiều từ khi vừa biết yêu. Tình này là tình xa xôi, tình này là tình chưa tới, chưa trao về anh em chỉ mới biết ước mơ thôi. Ước mơ được có anh giờ đây để đứng tình vu vơ, tình này là tình nhung nhớ, đêm đêm một mình em lặng lẽ với những giấc mơ. Em mơ về anh rất nhiều từ khi vừa biết yêu. Tình này là tình xa xôi, tình này là tình chưa tới, chưa trao về anh em chỉ mới biết ước mơ.
Bây giờ thì anh đã biết chuyện gì xảy ra trên sân khấu này chưa? Anh cũng chưa biết. Anh cũng chưa biết. Thật ra là câu chuyện của em với anh thì có lẽ bây giờ thì mọi người vẫn chưa có biết, chưa có nhiều hiểu nhiều về câu chuyện của mình. Nhưng mà thật ra thì anh đã từng tỏ tình với em trước mặt rất là nhiều người. Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Và em làm cho anh tổn thương rất là nhiều. Thì có lẽ là... em cũng chưa có dịp để mà nói xin lỗi với anh, cũng chưa có thể hiện được tình cảm của em dành cho anh được. Nhưng mà bây giờ thì sau một thời gian, nhưng mà anh vẫn rất là quan tâm em, vẫn hỏi han em, vẫn hỏi là em đi diễn có muốn anh chở em đi hay không. Thì thật sự ra em rất là cảm động, nhưng mà em cũng không trả lời gì anh hết. Đến ngày hôm nay thì em muốn mượn chương trình này để nói lên những cái lời mà em muốn nói với anh. Đầu tiên là em xin lỗi anh. Và thứ hai là em muốn hỏi anh một câu là nếu như mà được lựa chọn lại một lần nữa thì anh có chọn em không? Cái này nó rất là bất chợt, anh không biết tại sao. Có lẽ là anh đã tỏ tình với em là một năm trước, hình như là một năm rồi đúng không nhỉ? Thì anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng hỏi em như thế này. Khi mà em đăng lên những lời trên Facebook thấy buồn này nọ, anh cũng hỏi thăm em. Thì ngày hôm nay tự anh rất là vui vì em là một người con gái mà em có thể mở lời như vậy. Thì tại sao mà anh lúc nào cũng âm thầm luôn theo dõi em là như vậy? Thank you. Thì anh Tú có hỏi em là, em có hỏi anh Tú là ban tổ chức hỏi anh là anh có còn ban tổ chức hỗ trợ cho anh cái gì không. Thì anh Tú trả lời với em là hỗ trợ anh hôn em cái được không. Nhưng mà hôm qua thì anh Tú vẫn chưa biết chuyện gì. Nhưng mà hôm nay ban tổ chức không hỗ trợ, nhưng mà em có thể hỗ trợ cho anh được không ạ? Không kỳ quá. Ông này hiền quá. Ông này hiền quá. Lần đầu tiên có thể hôn vào trước nhiều người như thế này thì cảm giác mất rất là ngại ngùng, mất cả. Nói chứ nếu các bạn sẵn sàng làm điều này thì làm, còn không thì hãy để cho một cái khoảnh khắc riêng tư mình có thể dành điều đặc biệt cho nhau. Còn bây giờ chị xin lỗi, là Vân đến đây Vân phá cái không gian nó đang rất là lãng mạn. Nhưng mà tại vì bên kia còn có hai người đang theo dõi chúng ta nữa, đó là Lâm Vĩ Dạ với anh Hoàng Bách. Cho nên thôi bây giờ mình đi xuống đó mình nói chuyện để mà mình chia sẻ với nhau được nhiều hơn nha. Kami và bạn Tú đã ngồi ở đây, và ở bên kia có những giọt nước mắt đã rơi bởi một người đàn ông. Lúc này anh Hoàng Bách, một cái câu chuyện tình đã tốn rất nhiều nước mắt của ca nhạc sĩ Hoàng Bách. Dạ thưa quý vị. Anh nghe hai bạn nói là lần trước khóc ghê lắm, anh bảo cái gì nghe chuyện người khác mà cái gì đâu mà khóc. Nhưng mà lúc nãy hai mẹ con bước ra là anh đã nhớ mẹ anh đã khóc rồi. Lần này nữa thì anh lại nhớ mẹ của mấy đứa con của anh lại khóc nữa. Cảm ơn các bạn. Anh khóc mà không phải khóc từ tốn đâu, chị khóc à. Vậy luôn á. Đâu gì đến mức đó. Không phải, tại thực sự hồi nãy lúc mà hai bạn ở trên á, em ngồi ở đây em nhìn thấy anh, em thấy nó có một cái luồng sáng lấp lánh ở trên gương mặt anh mà em còn tưởng em nhìn nhầm. Em nhìn kỹ lại xem, tại vì anh có đeo mắt kiếng thì em thấy kính rằng màu nữa. Đó, có những giọt nước mắt đã chảy xuống. Thật sự là sau khi nhìn thấy nước mắt của anh là em cũng bị
hiệu ứng lan truyền. Yeah, đúng là hiệu ứng lan truyền và em cũng cảm thấy rất là xúc động. Nhưng mà thật sự là họ rất là đáng yêu và rất là chân thật. Trời ơi, cảm giác mà tự nhiên mình không biết gì hết ha. Mình đi với tâm lý là mình hỗ trợ, mình đi diễn thôi. Tại vì còn cho em trong cái phòng nhưng mà em đâu biết là gì đâu. Là nhốt ở trong luôn. Nhốt ở trong đó, không biết gì. Thế giờ đây em còn không biết em đang làm cái gì luôn hả Tú? Không, em tới đây em còn không biết em đang làm gì nữa mà. Em nghĩ là hỗ trợ xong rồi em đi vào rồi xong cho nó. Tại vì em cũng hỗ trợ nhiều thứ. Vậy là bị lừa đó. Nói về bản chất câu chuyện hôm nay là mình là bị lừa. Một cút chôn tình mà yêu. Nếu mà anh là con trai anh cũng thích bị lừa như này. Lừa này nó ngọt ngào, đã quá. Được chưa? Mà em có thấy tín hiệu gì trước không? Dạ yeah. Không, em không biết cái gì luôn. Chứ trong đó em còn đứng ở trong đó em còn không biết nữa. Dạ thật ra thì anh Tú là người theo đuổi em một năm trước nay, cũng đã tỏ tình với em rồi. Nhưng mà ở thời điểm đó thì em chưa có tiện để mà chấp nhận tình cảm của anh Tú. Với lại là em lại làm cho anh Tú bị khi mà bị không được chấp nhận tình cảm, anh Tú cảm thấy bị tổn thương rất là nhiều. Và sau đó thì anh Tú vẫn luôn theo dõi em, vẫn luôn nhắn tin cho em và vẫn luôn quan tâm em. Nhưng mà em vẫn lơ như là một người bạn vậy thôi, em không nói gì hết. Và tới chương trình này thì thật sự ra là em cứ tưởng là không tới được. Tại vì 2-3 ngày trước em nhắn cho anh Tú: anh ơi, cái ngày đó em cần anh hỗ trợ giùm em tiết mục hát. Thì anh Tú nói là ừ. Cái xong cái em im luôn. Cái tự nhiên cái qua ngày sau anh Tú nhắn lại là: em ơi, cái ngày đó anh đi diễn. Cái em nhắn lại: ủa anh ơi, bữa em nói với anh rồi mà. Cái anh nói: bữa thấy em im anh tưởng là không có cần, cho nên là anh nhận lịch diễn rồi. Cái em mới nói với anh Tú là: anh ơi, nếu mà cái phần tiết mục của em mà không có anh là không có được, là nó sẽ không hoàn thành được. Và bây giờ không biết anh Tú có hiểu ý câu nói đó chưa. Tại vì anh Tú mà không hiểu là tại sao mà em nhờ anh Tú hỗ trợ, không có em thì không có, không anh Tú thì không có hoàn thành được. Nhìn ông mới đưa một ông bạn đồng nghiệp khác đến thì không biết. Chắc ông này ông tiếc hồi hồi. Em có một lần em tham gia game show của bên chương trình Kim Tím về tình yêu á. Thì trong 6 cô gái ấy thì em trò chuyện hết giống như mình hỏi nhà về nhau. Thì từng có một cô gái này làm chung nghề, có là nghề nghệ thuật. Thì sau khi hỏi là cái cô gái này trả lời là có một mối tình là 6 năm. Nhưng mà cái chuyện mà vậy như cái đó mình hỏi em thì tới nhị tí. Nhưng mà khi mà cô gái này trả lời một cái cách gọi là mình đã từng trải qua như vậy, thì mình cảm giác là họ sẵn để trải lòng quá khứ của họ để cho mình hiểu hơn. Thì 6 cô gái ấy thì em cảm thấy cô gái này là một cái người thực sự là trưởng thành và chín chắn hơn. Và thứ nhất nữa là cũng làm nghề thuật thì cũng dễ hiểu hơn và sự chia sẻ hơn. Thì nên khi mà em đã chọn cô gái này, nhưng mà được cái là khi ra chọn xong cô ấy đi về luôn, không cho em đưa về hết. Ở cái thời điểm đó là em đăng ký chương trình rất là lâu rồi, nhưng mà khi mà chương trình ghi hình thì có lẽ là sau mấy tháng lận. Thì cái thời điểm đó là có một người bạn đã đang tìm hiểu với em. Nên thì thật ra mà lúc mà đi quay xong á thì em có về em nói thật với anh Tú luôn là: anh ơi, bây giờ em có một người bạn đang tìm hiểu rồi, vậy vậy đó. Thì bắt đầu anh Tú mới nói là: anh thật sự là anh rất là thích em. Và em với anh Tú thì có bạn Facebook chung với nhau không biết từ lúc nào luôn, nhưng mà lúc mà xong là đã biết là đã có bạn với nhau rồi. Thì anh Tú nói: anh theo dõi em rồi mà bây giờ em như vậy làm anh cảm thấy bị tổn thương rất là nhiều. Thì tự nhiên lúc đó là em cảm thấy là mình có rất là có lỗi. Thì rồi bắt đầu từ thời điểm nào mà Fami nhận ra rằng là mình đã có một chút rung rinh với Tú? Từ điều gì? Thì sau đó một hai lần anh Tú có hẹn em là đi ăn. Nhưng mà em cũng không biết sao, lúc đó thì chắc có lẽ là thời điểm chưa tới. Cho nên là lần nào anh Tú hẹn em thì em cũng bận hết, có nghĩa là bận đi diễn. Rồi xong tới cái ngày đó là tới lúc đi luôn, tới giờ đi luôn, thì nhà em bị ăn trộm vô. Em đi về thì ăn trộm vô. Rồi bắt đầu em nói: anh ơi, bây giờ nhà em ăn trộm vô vậy rồi, công an đang qua làm việc cho nên em chưa có đi được. Thì chắc là em nghĩ là lúc đó anh Tú nghĩ là cô này không có muốn gặp mình hay sao, rồi lần nào cũng lý do vậy. Thì trong cái khoảng thời gian gần đây thì một năm rồi tụi em gặp nhau chắc được 3 lần hả? 2 lần hả anh? 2 lần. 2 lần. Chỉ gặp nhau đúng 2 lần thôi. Nhưng mà lâu lâu thì anh Tú có nhắn tin cho em: anh vẫn như vậy. Khi nào anh luôn luôn là người theo dõi em, và khi nào mà em cảm thấy là
em có thể tiếp nhận tình cảm của anh thì nói với anh. Thì một ngày gần đây thì khoảng cách đây khoảng một tháng thôi, thì anh Tú nhắn cho một cái tin là đợi anh nha. Và trong lúc đó khuya rồi thì em mới đi diễn về, em bật lên thấy là đợi anh nha, em không biết là đợi cái gì. Em mới nhắn lại là ba trái tim thôi, em không nói gì hết. Thì anh Tú mới nói là anh vừa lên Sài Gòn làm, bây giờ anh muốn là để cho sự nghiệp anh ổn định rồi anh sẽ, anh chưa dám nghĩ tới chuyện là xa xôi nhiều, anh chỉ muốn sự nghiệp ổn định trước rồi anh sẽ giống như là sao? Giống như là tại vì khi mà làm nghệ thuật với nhau á thì đôi khi nó sẽ có cái sự rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là lúc anh gặp em, khi mà em đi hát với nhiều người thì rất là nhiều người thích em và trò chuyện với em, thì anh cũng cảm thấy khi mà mình cũng hiểu được rồi cái vấn đề đó. Thì đó, anh đã nói như khúc đầu, có nghĩa là anh đã hiểu được em và anh không ngại về cái vấn đề mà mình công việc với nhau, nên nó có thể sự chia sẻ với nhau nó hiểu hơn. Còn những người khi mà trước giờ em quen rất là nhiều bạn gái, thì đôi khi cái nghề làm nghệ thuật, em là đi diễn, biểu diễn ảo thuật, thì đôi khi mà không có niềm tin với nhau á thì thời gian dài, lâu dài nó sẽ bị gãy nứt. Mặc dù phải nói là về cơ bản là em đẹp trai trên mức cho phép đối với một ông độc thân, thực sự là vậy. Nãy trên sân khấu nhìn em sáng lắm. Em rất là sáng sân khấu và như tài tử cái chuyện Hồng Kông vậy đó. Có nhiều cô gái mà thích em là cái chuyện anh nghĩ là bình thường thôi. Nhưng mà khi em đã nói được cái việc là mình quen một người mình phải hiểu người ta và mình muốn người ta hiểu công việc và tôn trọng công việc của mình, tin tưởng công việc của mình, thì anh nghĩ em là người biết suy nghĩ và có lẽ là thời gian cũng tương đối đủ để Fami cảm nhận được cái điều đó ở em. Trước đây khi mà bắt đầu thì Fami có cảm giác gì về cái người đàn ông, cái cậu bạn trai này không? Dạ thì đầu tiên là ban đầu thì em không được thấy mặt anh Tú, chỉ nghe giọng nói thôi. Thì em nghe giọng nói rất là ấm áp, và những cái câu anh Tú trả lời đó là một cái người chững chạc. Tại vì em cũng, cái mẫu người mà em thích là một người đàn ông chững chạc. Cho nên là lúc đó là gặp được anh Tú là em cảm thấy là cái người đàn ông này đúng cái người mình tìm, nhưng mà ở thời điểm đó thì thật sự là chưa thể được. Đúng người sai thời điểm. Dạ đúng. Thì cho tới cái lúc mà chị Ốc hỏi là khi mà em nào mà em cảm nhận cái tình cảm đó, thì là cái hôm đó mà anh Tú nhắn cho em nói là em có đi diễn để anh chở em đi, mà anh Tú không phải nói một lần, cứ lâu lâu nói một lần, lâu lâu nói một lần vậy đó. Rồi sau đó thì em mới hỏi anh Tú lại một câu, đó là nếu mà cái ngày hôm đó bây giờ em cho anh chọn lại một lần nữa, thì ngày hôm đó trong những cô gái đó anh có chọn em hay không? Thì anh Tú trả lời em là anh tin là cái sự lựa chọn của anh lúc đó là luôn là đúng, mà bây giờ thì anh vẫn chọn em. Biết sao mà chị Ốc với anh Hoàng Bách với lại Lâm Vĩ Dạ xúc động không? Mọi thứ của tụi em nó rất là trong sáng, nó rất là thuần khiết, rất là nhẹ nhàng. Nó không có giống cái mối quan hệ mà đã qua rất là nhiều năm. Tụi chị có gia đình, có các con, tình yêu nó đã chuyển sang một cái trạng thái khác. Nhưng mà mình nhớ lại đâu đó ngày xưa mình cũng thích, bắt đầu như thế này, mình thích người đó như thế nào, mình cũng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp ra sao. Có những cái điều mình muốn nói mà mình không nói hết được. Đó là những cái điều mà nó thường nó chỉ diễn ra ở cái giai đoạn đầu của tình yêu, mà nó rất là đáng trân trọng. Nên tụi em đã có cái tần số mà cảm được nhau rồi á, thì mình có thể bắt đầu luôn, để mà biết rằng là không có nên để bắt nhau chờ đợi mãi nữa. Tại vì cũng chờ đợi một thời gian rồi. Bây giờ thì cái này là cái hộp quà lúc ông Quang có mở ra không vậy? Không. Không mở. Bây giờ anh mở cái hộp quà này ra. Anh mở ra đi. Ủa sao kỳ. Là cái cài tóc. Là tại vì em thích một mẫu đàn ông không cần phải lo lắng cho người phụ nữ quá nhiều, nhưng mà em thích một người, thích cử chỉ của người đàn ông khi mà buộc tóc cho bạn gái hay là kẹp tóc cho bạn gái, cảm thấy là ấm áp. Và từ trước đến nay thì chưa bao giờ em nói điều này với ai, và cũng chưa ai làm điều này với em cả. Nếu mà ngày hôm nay anh chấp nhận lời xin lỗi của em và chấp nhận cái tình cảm của mình,
quay lại từ đầu, mình làm lại từ đầu thì anh có thể cài lên tóc em được không? Đẹp quá. Hồi nãy hai bạn có chia sẻ là bạn Tú theo đuổi bạn một năm trời, nhưng mà trong cái thời gian đó thì Tú có hay thường xuyên nhắn tin cho bạn không? Dạ không phải là ngày nào cũng nhắn ập hoài, nhưng mà hai ba ngày Tú sẽ nhắn một tin, à em như thế nào rồi, rồi có điều gì không em. Nhưng mà những cái tin anh Tú nhắn á, nó đều để là một cái, nghĩa là không còn số lượng mà là chất lượng á chị, có nghĩa là là thính đó, thính đó. Dạ thính đó hả chị? Ừ, hả, nó là thính nhắn đó. Một tin thôi, để anh chở em đi diễn. Em nói em đi xa dữ lắm, anh nói là trời em, anh rảnh mà lúc nào anh cũng chở em đi được hết trơn á. Thì thật sự ra nếu mà hai người chung chung nghề với nhau mà em tới sân khấu em diễn mà anh Tú phải đi theo để anh bấm nhạc cho em, thì bấm nhạc cho em nó là một cái sự nhượng bộ và một cái thiệt thòi rất là lớn cho anh Tú. Thì em suy nghĩ là một người đàn ông có thể vì mình mà làm những chuyện như vậy thì thật sự là, nhất là người ta cũng là nghệ sĩ nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nãy Tú có nói rằng là bắt đầu từ ngày hôm nay thì chính thức mới là mối quan hệ này được xây dựng và phải bồi đắp nó mỗi ngày. Anh biết là dạ như thế nào hay là ốc thế như thế nào, nhưng đối với anh thì bây giờ anh đang được sống lại cảm giác của 15 năm trước. Nghĩa là đến với nhau nó cũng phải trục trặc ban đầu thế này, nhưng mà như anh vợ anh bây giờ thì cũng gắn bó với nhau đến giờ này rồi. Anh mong là các em sẽ có một cái kết cục tốt như vậy và còn tốt hơn nữa, đi với nhau nhiều hơn nữa. Thời gian trả lời, nhưng mà anh có niềm tin lắm. Ngày hôm nay thì tất cả mọi người đều được chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của bạn. Hy vọng là sau này cũng sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc nữa. Nếu như mà có những giọt nước mắt đau khổ bởi vì cái anh này gây ra thì hãy kiếm Dạ. Dạ sẽ trị cho anh một trận. Dạ. Đừng có kiếm Dạ, Dạ nó bận chạy show lắm. Nhưng em ơi. Mà anh này, anh cũng đã khóc bao nhiêu đêm, 365 đêm rồi. Vì cô này cô hờ hững cái tình cảm rồi. Nên là đừng có bảo vệ phụ nữ không, đàn ông cũng đáng bảo vệ lắm đúng không em? Nhưng mà hôm nay là bù đắp được phần nào rồi. Chúc mừng hai bạn. Bây giờ là chúng ta sẽ chúc mừng các bạn một lần nữa vì các bạn đã chính thức thuộc về nhau. Chúc mừng Fami và Tú. Thưa quý vị khán giả, vậy là chúng ta đã có những khoảnh khắc thật đẹp, thật lãng mạn và cũng thật chân thành tại Lời Chưa Nói. Cảm ơn anh Hoàng Bách, cảm ơn Lâm Vĩ Dạ và cảm ơn các bạn đã đến đây cùng chia sẻ cho chúng tôi những cảm xúc của các bạn, những cái rung cảm đầu đời đó. Thực sự Vân nghĩ nó rất là đáng quý. Và cái mà các bạn đang có với nhau nó sẽ là chất xúc tác, sẽ là niềm cảm hứng để các bạn có thể thành công hơn nữa trên con đường mà các bạn đã chọn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi chương trình Lời Chưa Nói. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau tại chương trình này, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Lời Chưa Nói do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Aqua Blue Media thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả. Lúc trước thì mình khá là quê mùa và xấu xí nữa. Mọi người thường gọi mình bằng những cái tên như là Thị Nở, Đồ Thú Mỏ Vịt hay là Thúy Kiều, gọi mình một cách châm biếm như vậy. Mình thấy được một bài đăng về mình, một dòng ngắn thôi, là Trúc Uyên là một đứa thảm họa. Những lúc mà em đứng bên cạnh mà em bênh vực cho bạn Uyên ấy, lúc đó tại sao em phải làm như vậy? Thật sự là em cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy, mà đơn giản là em coi nó như là một người trong gia đình của em vậy. Em không muốn ai làm tổn thương bạn em hết. Đôi lúc em buồn em làm theo phản xạ, thì mẹ không có hiểu, mẹ nói là em càng ngày càng xa mẹ giấu mẹ, nhưng mà thật sự là em không muốn cho mẹ buồn. Chỉ có bác mới giúp được ca này thôi bác ạ. Có những cái giai đoạn con rất là khó khăn, nghèo giữa hai vợ chồng có trục trặc, thì người mà giải quyết duy nhất cho con lúc ấy là mẹ chồng. Loan là một người rất là dũng cảm và rất là may mắn vì còn có cơ hội để mà nói chuyện, để mà xin lỗi mẹ chồng. Còn hiện nay thì mẹ chồng đã mất rồi, mình chưa có cơ hội xin lỗi.